Các bạn thân mến, ở phần trước của chương trình thì tôi và các bạn đã được trải nghiệm một số các hoạt động ở các bản làng du lịch ở Mai Châu. Tuy nhiên thì xin bật mí với các bạn, đó là những cái hoạt động khá là nhẹ nhàng, thư thái, có thể gọi là bước khởi động ban đầu để chúng ta tìm hiểu về nơi đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình khám phá của mình, tuy nhiên với một cái hoạt động đó chính là đi bộ, hay còn gọi là trekking từ Mai Hịch qua các bản làng và bản bước. Và chắc hẳn rằng thì cái hoạt động này sẽ vất vả hơn, nhưng cũng sẽ khiến cho các bạn gần gũi với thiên nhiên hơn. Không biết rằng có điều gì thú vị đang chờ đón chúng ta trên cung đường trekking này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi khám phá. Buổi sớm thức dậy ở homestay tại Mai Hịch mang lại cho Quỳnh Nhung những cảm giác trong lành, yên tĩnh. Tản bộ sớm mai, khi nắng còn chưa lọt qua những dặng núi cao, là cách Quỳnh Nhung chọn để khởi động ngày mới, khởi động cho chuyến trekking từ Mai Hịch qua những bản làng tới bản bước. Homestay ở vùng cao không còn là một hoạt động mới mẻ trong du lịch, nhưng homestay tại Mai Hịch, Mai Châu, Hòa Bình đã đưa Quỳnh Nhung đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Các bạn thân mến, một buổi sáng thức dậy ở homestay thì món quà cho mỗi du khách đó chính là không khí rất là trong lành, nắng đang trải dài trên các cánh đồng, tạo cho ta một cái cảm giác rất là thư thái và hứng khởi của một ngày mới. Một trong những cái điều mà tôi khá là bất ngờ khi đến homestay đó chính là dù ở trong bản thế nhưng các bạn hoàn toàn có thể thưởng thức một bữa buffet ăn sáng với các món ăn rất là dân dã, ví dụ như là bánh bao này, bánh quấn, ngô nếp, những món hoa quả rất là sẵn có ở đây. Thế nhưng tôi tin chắc rằng đây cũng sẽ là một cái điểm thu hút khách du lịch bởi cái sự tiện nghi của nó. Còn với các bạn, xin mời các bạn hãy cùng thưởng thức bữa sáng của tôi và ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên ở nơi đây nhé. Người Mai Hịch, Mai Châu bình dị, chân thật, đôn hậu nên sau một thời gian ngắn làm du lịch đã khẳng định được mình. Những người nông dân chân lấm tay bùn, vừa làm nông vừa mày mò làm du lịch đã tạo nên những nét chấm phá độc đáo cho du lịch homestay vùng cao. Thưởng thức bữa sáng ở homestay với bánh mì vừa nướng còn nóng hổi, cà phê phin vừa pha. Trong không gian trong trẻo của buổi sáng vùng cao, mùi bánh mì hòa quyện với hương vị cà phê hẳn đã để lại ấn tượng mạnh trong tôi. Chia tay với người bạn mới quen ở cùng homestay, sau bữa sáng, tôi cùng anh Vì Văn Hường, hướng dẫn viên địa phương xuất phát từ Mai Hịch tới bản bước. Cung đường đi trekking này có vẻ rất thú vị bởi tôi sẽ được đi bộ qua nhiều bản làng khác nhau. Cảm giác khoan khoái đến kỳ lạ khi vừa đi bộ vừa hít thở không khí buổi sớm mai trong lành. Xuyên qua các bản làng của người Thái ở Mai Châu, qua những rặng tre xanh mát, những thửa ruộng lúa xanh rì bên các bản làng. Thông thường theo kinh nghiệm của anh thì anh thấy là thời tiết ở đây thì trong khoảng tháng mấy thì hoạt động trekking sẽ diễn ra một cách lý tưởng nhất? Một cách lý tưởng nhất của tôi là từ tháng 10. Đây là cái thời tiết nó khô ráo này, xong đến cánh đồng là có lúa chín có vàng. Như là thời điểm này là rất là lý tưởng rồi đúng không? Thông thường thì em thấy là người Thái có cái lễ cơm mới ấy, thì cụ thể là sẽ diễn ra vào thời điểm nào ạ? Sau mùa gặt. Sau mùa gặt xong rồi người ta làm lễ cơm mới để cúng tổ tiên. Anh em có nghe nói là đường từ chỗ mình ở và đến bản bước là 9 km, thì không hiểu là địa hình ở đấy như thế nào? Cái đường là để đưa khách đi chơi ấy, hoặc là đi khách đi bộ hoặc là đi trekking ấy. Thì vào trong đấy cái đường cũng dễ đi em ạ. Từ đây vào trong đó thì chúng ta sẽ đi qua những bản nào ạ? Chúng ta sẽ qua ba bản người Thái, đó là bản Dến, bản Ngoã, xong đến bản Sun, và điểm cuối là bản Bước. Sẽ thử so sánh xem là nếp sống của họ có gì khác nhau không? Vâng ạ. Càng đi sâu vào trong này thì em càng nhận thấy là cái đời sống sinh hoạt của bà con ở phía bên trong nó còn nguyên sơ hơn ấy, đúng không ạ? Cái điều kiện sống của bà con ở sâu ấy thì họ khó khăn hơn, thu nhập họ thấp hơn, cho nên cái cổng này chẳng hạn nó giữ nguyên cái bản sắc của ngày xưa ấy, thì họ không có điều kiện để họ sửa lại ấy. Nhưng vì vậy thì như thế thì cái giá trị của bảo tồn của văn hóa ở đây lại rất là hay. Mỗi ngôi nhà ở đây sẽ là một cái hiện thân của nếp sống sinh hoạt của người Thái cổ. Như cái cửa này em thấy nó rất là đơn sơ và một phần nữa là an ninh rất là tốt, không những cái cửa đơn sơ như thế này nhưng mà không có sợ lo sợ gì.
Quỳnh Nhung thấy dù cuộc sống ở bản làng đã hiện đại hơn trước nhiều, song người dân bản vẫn giữ nếp sinh hoạt xưa. Hàng rào cổng ngõ chỉ mang tính tượng trưng, điều ấy chứng tỏ tính cộng đồng, tình nghĩa làng xóm được đề cao. Chụp em đi nhờ ra ngoài kia với ạ. Đi đâu? Em ra ngoài may hay cho. Mà sao em ngồi đây không? Em vâng, chơi thử ngồi đây được không ạ? Sao em ngồi đây, sao em ngồi đây? Thân mến, người dẫn đường của tôi thì đang giới thiệu rất là nhiều điều về bản Bước khiến cho tôi vô cùng háo hức vào đó, và đặc biệt là màn tắm thác. Không biết rằng thực hư con thác đấy đẹp như thế nào mà anh ấy nói chúng ta có thể chơi và vui đùa với nước. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhé. Chúng tôi tới bản Bước khi nắng bắt đầu lên cao, qua đỉnh núi chiếu xuống một vùng trù phú, soi rõ những mảng màu lúa xanh non. Tôi quyết định leo thác luôn trong buổi sớm, rồi chưa về mới vào thăm bản. Từ chân núi lên đỉnh tháp, chúng tôi phải đi bộ 2 km đường đất trong rừng. Còn đường này được người dân trong bản quen gọi là đường Châu Đi. Gần đến tháp, chúng tôi phải leo ngược suối một đoạn khá xa. Lúc đầu phải đi ngược suối, tôi cũng thấy lo lo. Nhưng hóa ra cũng không khó đi, vì nước suối mát lạnh lại chảy quanh năm không có rêu bám trên các tảng đá. Quỳnh Nhung không thể diễn tả nổi cảm giác thích thú khi nước rơi trên lưng, khi được đùa giỡn với nước. Tháp Pùng chưa được đánh dấu trên bản đồ của dân phượt. Nếu thông tin về đường đi cũng như những bức hình ảnh chụp ở đây xuất hiện trên mạng, thì Nhung tin chắc rằng các bạn trẻ và những người ưa thích du lịch mạo hiểm và khám phá sẽ tìm tới nơi này. Các bạn thân mến, di chuyển từ bản Bước và đến Tháp Pùng thì mất khoảng 5 km, và như các bạn đã thấy trước mắt chúng ta là một phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, một ngọn thác rất là đẹp, nước chảy quanh năm bốn mùa. Chính vì vậy các bạn hãy yên tâm là những tảng đá không bị trơn trượt đóng rêu. Ở xung quanh đây thì luôn có những cái không gian để các bạn có thể trải đồ ăn nhẹ này, đùa nghịch với nước, tắm nước. Và quan trọng hơn là hãy chuẩn bị một chiếc khăn bông để sau khi đùa nghịch xong thì các bạn yên tâm là mình sẽ không bị nhiễu lạnh nhé. Thời tiết hôm nay không ủng hộ chúng tôi. Trời tắt nắng, u ám, không thể ở lâu tại tháp nên anh Hưởng đã quyết định xuống núi. Trên đường xuống núi, chúng tôi may mắn bắt gặp một chiếc lán bỏ hoang trong rừng cạnh nền đất bằng phẳng ven suối, nên đã quyết định dừng lại đốt lửa, làm ấm mình với một ly cà phê bằng nước đun trong ống vầu. Người dân bản Bước sống chủ yếu bằng nghề nông và trồng cọ để khai thác lá bán. Cả bản có vài ba nhà đón khách nghỉ homestay, trải nghiệm đời sống thường nhật trong thôn bản người Thái. Cách phân bố không gian liên hoàn, vườn trước ao sau của những ngôi nhà đồng bào Thái tại Mai Châu đảm bảo tính tự cung tự cấp của mỗi gia đình. Trồng lúa trên ruộng nương, trồng rau trong vườn nhà, cá nuôi thả dưới ao, tự dệt vải may váy áo mặc. Những công việc thường nhật ấy đều đem đến sự lý thú cho du khách gần xa, mặc dù khung cảnh thiên nhiên ấy đang dần bị mai một. Cũng như các gia đình khác trong bản, gia đình nhà bác Hà Văn Nhiệu vừa cày cấy vừa dệt thổ cầm. Nhưng mấy năm qua, nguồn thu nhập chính của gia đình chính là đón khách du lịch đến nghỉ ngơi, ăn uống tại gia đình. Nhờ làm du lịch nên phụ nữ trong gia đình vẫn giữ được khung cửi và thói quen dệt vải mỗi khi có thời gian dành. Hình ảnh những người phụ nữ Thái cần mẫn xe sợi dệt vải bên khung cửi truyền thống là hình ảnh đẹp trong phát triển du lịch mà không phải bản làng nào cũng ý thức giữ được. Nhờ kiên trì khi không có khách thì làm nông, khi có khách đến nhà thì mọi người trong nhà, con dâu, con rể cùng xuống vào mỗi người một chân một tay, nên gia đình cũng bắt đầu có nguồn khách ổn định. Và cả nhà lại cùng đầu tư sửa chữa nâng cấp công trình phụ và chỗ nghỉ đêm để đón khách. Bây giờ thì tôi sẽ giúp các anh chị chuẩn bị một bữa ăn trưa, và không biết rằng là trưa nay thì chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn gì.
Đầu tiên đã thấy gà rồi ạ. Anh đang làm món gì đấy ạ? Anh nướng thịt. Nướng thịt này, em đoán đây là chảo xôi đúng không? Vâng. Chảo đổ xôi. Trưa nay là chắc chắn là sẽ được thưởng thức thịt nướng này, xôi nếp. Đây là thịt gà măng chua. À, thịt gà nấu măng chua. Nghe măng chua rất hấp dẫn bởi vì là ở miền Tây Bắc thì em thấy rằng là có cái mùa măng hốc. Vâng. Thường có thể là măng ngâm hoặc là nấu canh măng chua thì rất là ngon. Bữa trưa ở gia đình nhà bác Nhiêu với những món ăn mang đậm hương vị núi rừng được chế biến không quá cầu kỳ. Có những món nướng và món đồ, đó là những món ăn đặc trưng cho ẩm thực của người Thái. Thưởng thức bữa cơm cùng gia đình với những món ăn đặc trưng ở Mai Châu mà mỗi lần nhắc tới ai cũng nhớ, như là cơm lam, thịt gà đồi, cá suối, thịt lợn mán. Những câu chuyện bên chén rượu men lá cứ thế miên man, mãi không dứt. Mỗi hành trình, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó quên, một câu chuyện với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Hành trình khám phá bản nước của Quỳnh Nhung đã khép lại tại đây. Xin mời quý vị và các bạn tới những thông tin trong chuyên mục Cẩm nang du lịch. Chuyên mục Cẩm nang du lịch xin chia sẻ với quý vị và các bạn một số kinh nghiệm phượt Mai Châu. Mai Châu là một điểm đến cho những ai thích du lịch phong cảnh, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa. Đây cũng là nơi phù hợp với các bạn sinh viên đi phượt bởi giá cả dịch vụ rất bình dân. Ở đây các bạn có thể tổ chức đốt lửa trại, team building, tổ chức các hoạt động xã hội, giúp dân cư địa phương. Mai Châu còn là điểm trung chuyển đi Pù Luông và Mộc Châu. Hầu như các chuyến du lịch đi Mộc Châu đều dành thêm một ngày tại Mai Châu. Đi trekking vòng quanh các bản làng, bản Lác, bản Pom Cọm, bản Văn, bản Nhót, thăm hang Triều, hang Mỏ Luông. Nếu không quen đi bộ, bạn có thể thuê xe đạp để đi. Đi trekking từ Mai Hịch tới Xăm Khỏe, bản Bước, thăm Tháp Cùng, ngắm phong cảnh bản Bước. Bạn có thể phượt xa hơn bằng xe máy, đi dọc theo quốc lộ 6 cũ, đến hồ Sông Đà, phong cảnh đẹp. Trên đường đi có thác nước, có thể đi trong ngày rồi về lại Mai Châu. Từ Mai Châu, bạn có thể đi xe máy vào Pù Luông, rồi đi trekking xuyên rừng Pù Luông. Giá cả dịch vụ như sau, thuê xe đạp 70.000 đồng một ngày, thuê xe máy 200.000 đồng một ngày, bạn tự đổ xăng. Thuê hướng dẫn viên người bản địa dẫn đi trekking 200.000 đồng một ngày. Tối có thể thuê đội văn công của bản đến biểu diễn văn nghệ, xem múa xòe, múa mông, các làn điệu dân ca Thái với giá 600.000 đồng một đêm. Giá đã bao gồm âm ly, loa, đài. Chuyến trekking ngày hôm nay đã đem lại cho tôi rất nhiều những cái thú vị hấp dẫn và những cái dấu ấn khó quên. Tháp Cùng thì vô cùng hùng vĩ, ly cà phê dưới ngọn thác thì rất lãng mạn. Và đặc biệt là cái trải nghiệm cảm giác mạnh ở trên chiếc xe công nông thì cũng là một cái điều mà tôi tin chắc rằng nếu các bạn thử một lần thì sẽ nhớ mãi. Còn với các bạn thì Quỳnh Nhung chỉ muốn nói rằng hãy đến đây cảm nhận, trải nghiệm và lựa chọn cho mình một điều mà mình yêu thích nhất ở Mai Châu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 3 cùng với sổ tay du lịch. Và ở đó chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về các món ăn của đồng bào Thái.